Vâng Khánh, Toyota xin kính chào toàn thể cô chú anh chị đã trở lại với ô tô cũ Sài Gòn. Ngày hôm nay thì Khánh xin gửi cô chú anh chị mẫu xe Innova số sàn đời 2019. Xe mang nước sơn màu bạc, trang bị động cơ 2.0. Con này số sàn nha anh chị, lăn bánh được 70.000 cây số và chất xe còn rất đẹp, rất cứng luôn nè. Hiện tại thì bên Khánh đang chào chỉ với 545 thôi. Và cái mẫu xe này anh chị có thể kết hợp vừa kinh doanh, vừa đi gia đình, vừa cho thuê cũng được luôn. Tại vì cái nó rộng rãi nè, mái thoáng, gầm cao và tiết kiệm nhiên liệu. Một cái đặc biệt của nó nữa là bền bỉ anh chị. Đó. Thì một dòng tổng thể cho anh chị xem ha. Cái mẫu xe này Khánh mới về thôi, chưa có dọn rửa, chưa làm đẹp gì hết. Nhưng mà chất xe còn rất là cứng cáp. Xe này đi gia đình, biển trắng nha anh chị. Đó, anh chị coi nè ha. Xe đẹp lắm. Không có vết trầy xước nào luôn, không có ốp méo gì hết anh chị. Xe mới về và hiện trạng những cái chỗ mà bị trầy xước Khánh sẽ cho làm đẹp lại hết cho anh chị ha. Rồi bây giờ Khánh sẽ đi vào chi tiết con xe này để anh chị xem là 2019 nó sử dụng tới đâu và nó còn những gì nha. Như thường lệ thôi, Khánh sẽ quay cái phần đèn xe trước cho anh chị xem. Và Khánh cũng đang bật đèn nè. Đó, đèn chúng ta sử dụng đèn halogen, ánh sáng vàng hết nha anh chị. Và còn cứng cáp, nó không có bị xước, không bị bể gì hết nha. Đó, đèn sương mù nè, mấy cái ốp này Khánh sẽ tháo bỏ hết mấy cái ốp đèn này anh chị. Này là gắn thêm ha. Đèn còn nguyên bản hết, không có bị bể gì hết nha. Mặt ga lăng nè. Mấy cái ốp này mặt ga lăng này Khánh sẽ cho tháo bỏ ra hết luôn. Không có để nó dơ lắm anh chị. Một thời gian chạy sau nó dơ dữ lắm. Đó. Mình cứ nghĩ là dán những cái này nó đẹp xe hay là nó giữ theo thời gian, nhưng mà một thời gian sau nó dơ, nó hư hết đồ của xe của mình hết anh chị. Vỏ bọng Dash 2022, vỏ này thay rồi, Dash 2022 và còn rất là dày. Gai gió này anh chị, còn vậy cui rồi ha, còn gai gió luôn nha. Vỏ Bridgestone, nội thất xe con này được cái điểm mạnh của nó là nội thất xe nó đẹp và nó không có bị dơ nhiều anh chị. Ghế này cũng được bọc lại sạch sẽ hết trơn rồi để anh chị coi ha. Mấy cái tấm lót yên ghế này Khánh sẽ cho tháo ra bỏ hết luôn, đưa về riêng. Màn hình là màn hình Android, có cảnh báo tốc độ và việt map nha. Đó. Xe chạy 70.000 cây số, chất xe nó đẹp lắm anh chị. Vô lăng cũng còn sạch sẽ, đẹp lắm. Đó anh chị coi nè, lót sàn lại luôn rồi, lót sàn mới tinh luôn á. Đấy, xe 2019 nha. Đó. Chất xe Khánh thấy khá là mướt, dàn ghế nội thất bên trong cũng đẹp nữa, sạch sẽ lắm. Con này 545, lăn bánh ra thì Khánh độ chừng khoảng 560 và bên Khánh vẫn còn hỗ trợ vay ngân hàng và lên đến 70-65% cho anh chị nha. Xe này mình chỉ cần đưa trước khoảng 250-260 là được rồi anh chị. Đấy. Và bên Khánh vẫn còn thương lượng giá nếu anh chị lên xem xe. Đó. Đấy anh chị coi nè, tổng thể xe đẹp ha, không có đến xấu nha. Chiếc này đẹp nha anh chị. Sơn zin, sơn còn nhiều, cốp capo còn zin hết nè, chưa có sơn nè. Cốp sau nè anh chị, cốp sau là sơn zin ha, chưa có hạ, capo cũng vậy luôn. Phần nội thất phía trong xe phía sau nè cũng còn đẹp. Đấy, rộng rãi ha, sạch sẽ. Không có bị dơ, không có bị ám trầy xước nhiều. Đấy, đèn đớn là zin hết trơn luôn. Cái bệ bước này là Khánh sẽ cho tháo ra bỏ. Nếu mà anh chị nào thích để lại thì Khánh sẽ để lại cho anh chị, nhưng mà cơ bản bên Khánh sẽ tháo ra đưa về nguyên bản xe zin hết luôn nha, để tránh trường hợp không có đi đăng kiểm, sau này không có đi đăng kiểm được. Đây nè, vỏ đách vỏ đúng chất theo xe luôn nha anh chị. Tuần thứ 29 của năm 2019, vỏ sau là vỏ zin ha, hai vỏ trước mới thay. Anh chị coi nè, chất xe nè, sạch sẽ. Đi coi mình mua cái xe, mình vô mình thấy cái nội thất nó đẹp, mình cũng ưng ý một phần đó anh chị. Đó. Chưa nói tới là máy móc hay gì đó thì bên Khánh đã cam kết cho anh chị hết rồi, cho anh chị yên tâm. Mua xe tại chính hãng thì mọi người yên tâm rồi. Chỉ có lo đâm đụng ngập nước thôi. Nhưng mà mấy cái đó thì bên Khánh đã cam kết và có bảo hành cho anh chị thì mọi người cứ yên tâm ha. Innova số xe cực kỳ bền luôn. Đấy.
Rồi đây là Innova số sàn 2019 màu bạc, chạy 70.000 cây số, xe rất đẹp nha anh chị. 545 triệu thôi. Cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm nha. Xin chào và hẹn gặp lại.